gotta know nothing lasts khi bí mật của đàn ông hướng nội. Đàn ông hướng nội đôi lúc người ta cũng đặt lên họ nhiều định kiến. Với những người đàn ông hướng nội, sôi nổi không phải là bộ sút vừa vặn với họ. Nhưng điều đó không có nghĩa là đàn ông hướng nội bị đóng mác yếu đuối, thụ động và chậm chạp. Ở họ có những thứ vũ khí bí mật đáng để trở thành một nhân tố sáng giá trong xã hội. Nên xem những lầm tưởng về người hướng nội và người hướng ngoại. 1. Đàn ông hướng nội là người trầm tĩnh. Một bản nhạc toàn những nốt cao sẽ rất chói tai, người ta cần cả những nối trầm để tạo sự nhịp nhàng và lắng đọng. Các mối quan hệ trong xã hội cũng nên như thế. Đàn ông hướng nội có thể ít nói hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là họ bị thụ động. Trong một cuộc họp, chúng ta dễ dàng đánh đồng những người hướng nội là những cá nhân không đóng góp gì cả, nhưng sự thật ngược lại. Họ tiếp cận vấn đề, lắng nghe người khác nói và phân tích các ý tưởng bên trong đầu, sau đó mới nói ra thay vì tranh luận ngay lập tức. Và tất nhiên, những ý kiến sau khi được nung nấu, nhào nặn và sắp xếp rành mạch trong đầu sẽ là những ý kiến có chất lượng. Nên xem, để trở thành một người đàn ông trầm tĩnh. 2. Đàn ông hướng nội nhìn xa hơn. Như đã nói ở trên, đàn ông hướng nội luôn cho bản thân và những người xung quanh thời gian và cả không gian. Họ lùi về sau, quan sát kỹ hơn và dĩ nhiên, họ thấy một bức tranh tổng thể khái quát hơn nhiều. Mà một người đàn ông có thể nhìn xa trông rộng, anh ta cũng đi nhanh hơn khối người rồi. Nên xem, những điều tôi sẽ nói với bản thân của mình 2 năm sau. 3. Đàn ông hướng nội có năng lực tập trung. Trong thế giới hiện đại với đủ thứ âm thanh, hình ảnh khiến chúng ta phân tâm. Nói đâu xa, chỉ với một chiếc điện thoại di động là đủ để các ông lãng phí bao nhiêu thời gian rồi. Nhưng phần lớn đàn ông hướng nội có khả năng miễn nhiễm các loại gây mất tập trung như thế. Họ có khả năng ở một mình, làm mọi thứ một mình và đặc biệt tập trung cao. Nên xem, đàn ông nên nghe gì khi đang tập trung làm việc. 4. Bạn tâm sự chất lượng. Người hướng nội có thể không phải là VIP người đàn ông dành cho những buổi tranh luận, nhưng họ lại là những người rất đáng để tâm sự cùng. Nếu không đưa ra được những lời khuyên, ít nhất họ cũng biết cách lắng nghe chân thành nhất. 5. Biết cách tự hồi phục năng lượng. Điểm yếu của đàn ông hướng ngoại là đôi khi họ dành thời gian quá nhiều cho những thứ bên ngoài, cho người khác mà quên mất dành thời gian cho chính mình. Để rồi đến khi mệt mỏi và kiệt sức không biết cách nào đứng dậy. Nhưng đàn ông hướng ngoại lại khác, họ thường xuyên có những cuộc trò chuyện với chính bản thân, thường xuyên có một khoảng me time dành cho mình.